U17 Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có tại Nhật Bản, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được báo chí châu Á ca tụng, tán dương trước giải châu Á. Chiều ngày 28 tháng 5, U17 Việt Nam đã có trận giao hữu thứ hai trong đợt tập huấn tại Nhật Bản. Trước quân xanh U18 Honda FC được đánh giá cao hơn so với đối thủ trong trận giao hữu đầu tiên, các học trò của vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tiếp tục thể hiện sự tiến bộ với lối chơi mạch lạc, kiểm soát và giành chiến thắng 3-0. Với mục đích là kiểm tra và đánh giá kết quả tập luyện trong những ngày vừa qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tận dụng tối đa quyền thay đổi người trong trận đấu này, đồng thời đã từng bước định hình được bộ khung chính với những nhân tố đang có sự thể hiện tốt nhất. Ở hiệp 1, U17 Việt Nam đã chủ động nhập cuộc với sự điềm tĩnh và ưu tiên chắc chắn trong hệ thống phòng ngự. Với lối chơi kỷ luật, các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không những hóa giải thành công các pha lên bóng của đội bạn mà còn có bàn thắng vươn lên 1-0. Sau pha dứt điểm căng từ cự ly gần 20m của tiền vệ Quốc Trung, sang hiệp 2, nỗ lực dâng cao tấn công của U17 Honda FC đã giúp cho họ có được bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, điều này không giúp đội chủ của sân Mijakoda đảo ngược tình thế. Trong những phút còn lại, Việt Nam đã duy trì sự lấn lướt và có bàn thắng vươn lên 2-1, trong khi Long Vũ đã thoát xuống đón đường truyền của Công Phương trước khi hạ thủ thành U18 Honda FC bằng pha dứt điểm trong vòng cấm. Cũng chính Long Vũ đã ghi dấu ấn ở bàn thắng ấn định tỷ số 3-1. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của U17 Việt Nam và theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu nữa trước khi kết thúc tập huấn tại Nhật Bản. Cả hai quân xanh sắp tới đều được đánh giá cao về chuyên môn, đó là đội tuyển của Đại học Tokaha và đội tuyển Shizuoka. Đây là những trận đấu sẽ giúp cho ban huấn luyện đánh giá và thử nghiệm tốt về nhân sự. Thái độ và sự quyết tâm là điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam, quan trọng là để cho các cầu thủ thể hiện được hết khả năng của mình. Các cầu thủ trong lứa tuổi U17, U19, U20 là nền tảng cho những mục tiêu lớn dài của Việt Nam. Tôi muốn các cầu thủ thể hiện được và chúng ta sẽ có những đánh giá thật chuẩn cho tương lai. Đó cũng là sự chuẩn bị để các cầu thủ hướng tới mục tiêu ở giải châu Á, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết. Cũng theo ông, đội tuyển U17 Việt Nam hiện tại là tập hợp của lứa cầu thủ có triển vọng. Những cầu thủ đã bộc lộ được tư duy chiến thuật và kỹ thuật tốt nên rất được kỳ vọng. Trong thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tiếp tục nâng cao kỹ thuật, chiến thuật cho các cầu thủ để họ tiến bộ hơn. Chắc chắn những đối thủ như là Nhật Bản, Ấn Độ, Uzbekistan tại châu Á sẽ là thuốc thử liều cao cho Công Phương cùng với đồng đội trong những sự chuẩn bị chu đáo trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn mong chờ cái duyên giữa ông Hoàng Anh Tuấn, nhà cầm quân rất mát tay trong bóng đá trẻ. Ông Hoàng Anh Tuấn được kỳ vọng sẽ giúp U17 Việt Nam tái hiện lại lịch sử, những gì mà ông cùng lứa với Quang Hải, Hoàng Đức đã làm được cách đây gần 7 năm. Tại vòng chung kết giải U19 châu Á 2016, đội tuyển U19 Việt Nam đã quật ngã chủ nhà Bahrain, qua đó giành vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017. Chiến tích của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi đó được xem là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Gần 7 năm sau, ông Hoàng Anh Tuấn đã tiếp tục mang cho mình một sứ mệnh mới là hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lực lượng nòng cốt của U17 Việt Nam tại giải đấu ở Thái Lan vẫn là những cái tên nằm trong thành phần của đội U16. Đây là lứa cầu thủ trẻ tài năng được xem là tương lai sau lứa U20 của Văn Khang, Quốc Việt. Vòng chung kết U17 châu Á tới đây sẽ là giải đấu lớn nhất tính từ đến thời điểm hiện nay của Công Phương và đồng đội. Người hâm mộ kỳ vọng ông Hoàng Anh Tuấn và lứa U17 này sẽ thể hiện tốt tại giải châu Á sắp tới để giúp bóng đá trẻ Việt Nam có lần thứ hai tham dự World Cup. Dù có rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng với những thành tích của thầy trò ông Tuấn đã có được thì người hâm mộ có quyền tin vào U17 Việt Nam tái hiện lịch sử. Trận thắng Qatar là một bất ngờ với thầy trò ông Tuấn. Đây sẽ là một bước đệm quan trọng cho các cầu thủ có sự tự tin hơn khi mà đụng độ với các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Ấn Độ, Uzbekistan. Phía trước sẽ là một hành trình rất khó khăn cho U17 Việt Nam, tuy nhiên các em cũng sẽ được trang bị kế hoạch từng bước và có những kế hoạch cụ thể chiến lược chuẩn bị cho giải châu Á vòng loại World Cup đã lên sẵn từ hồi năm ngoái. Đội đã hoàn thành được đợt tập trung thi đấu trong nước, U17 Việt Nam cũng đã vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Qatar. Sau đó, đội sẽ trở về nước chăm chán với U17 Yemen, một đối thủ cũng khá chất lượng. Cụ thể, đội tuyển này đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm tập huấn trong thời gian tới vào tháng 6. Được biết, chuyến tập huấn sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày. VFF cũng đã đầu tư khóa học cho lứa U17 này. Bản thân ông Tuấn cũng đặt ra rất nhiều kỳ vọng. Thái độ và sự quyết tâm là điểm mạnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam để cho các cầu thủ thể hiện được hết khả năng của mình. Nên nhớ các cầu thủ của lứa tuổi U17, U19, U20 là nền tảng cho những mục tiêu lớn dài.
Sau hai lứa sinh năm 2001-2003, hàng thủ có nhiều hạn chế thì lứa U7 hiện tại với nhiều cầu thủ có thể hình rất ấn tượng. Tại Qatar, những chàng trai tuổi bể gãy xương châu của ông Tuấn đã thắng Qatar và trước đó ban huấn luyện của U7 cũng đã linh hoạt để kết nối trận giao hữu với Lào. Ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, qua hai trận giao hữu quốc tế thì tôi đã có những dữ liệu để đánh giá tốt hơn về những biểu hiện của các cầu thủ. Tất nhiên, các đội bóng đều thử nghiệm nên chưa thể nói trận hòa với Lào hay là trận thắng tại Qatar thì ai chơi hay hơn. Kết thúc chuyến tập huấn ở Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam sẽ có một tuần ổn định trước khi sang Thái Lan tham dự trận đấu. Mục tiêu của Việt Nam đó chính là tranh một trong hai tấm vé để có quyền lọt vào tứ kết và xa hơn là vòng bán kết, cũng đồng nghĩa là đoạt vé tham dự U17 FIFA World Cup 2023 vào tháng 10. Việc rơi vào bảng D khá nặng, với hai ông lớn có thương hiệu ở các giải đấu trẻ là Nhật Bản, Uzbekistan sẽ đặt ra những thách thức rất lớn cho U7 Việt Nam. Tuy nhiên, ông Tuấn có niềm tin vào lứa cầu thủ hiện tại, không chỉ thể hình mà chuyên môn cũng đang tiến bộ từng ngày.